không ai chán chê mới về mà đã say mê. Cây xanh trái xanh lúa vàng lấp lánh long lanh, xung quanh có sông nước trong mênh mông đầy phong. Ê, đêm đêm gái trai về hò đáp hăng say, luôn luôn đôi tay tiếng ngân nga nghe liền tay. Ê, dân cư ở đây sông nghề cày cấy quanh năm, chăn nuôi tiếng tăm khắp nơi luôn luôn về thăm. Ôi, đồng quê thật là thơ mộng, gió mát mẻ, dưới sông tôm cá lội đầy đàn, trên đường lộ thì xe chạy hết gan, dưới đồng ruộng thì lúa trổ vàng. Trời ơi, còn cây trái tôi nó quá trời rồi, nhìn không chán, bởi vì người nông dân tay cuốc tay cày sống hạnh phúc quá, thú vị quá. Đúng là miền đồng bằng sông Cửu Long, ô tuyệt vời, tuyệt vời. Quá. Ba chạy lại tuyệt vời nữa, nàng đẹp quá xá, nước da thì mịn màng. Ô trời, ngáp nữa ngáp, trời ơi ngáp, trời ơi miệng ngáp rộng quá, nhìn chỉ giống như công chúa Osaka, còn mình là hoàng tử Lekima. Chà, mối tình này mình nhập lại giống như mối tình trái cây quá. Nàng cùng ta đi với Honda, rồi ta với nàng sẽ đến vườn hoa, cùng nhảy bảng cha cha cha, vui quá làm thử coi. Đâu, bay, bay. Người đâu đẹp lạ đẹp lùng, làm tôi ngơ ngẩn muốn khùng muốn điên. Cũng được quá chứ. Trời ơi, có người đẹp đây mà mình không nói câu nào thì nó uổng quá. Đúng rồi. Dạ, trai thanh niên thể thao xin kính chào người đẹp. Dạ thưa cô, xin phép cô làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút có được không cô? Một câu cũng được cô à. Dạ. Hỏi đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, chẳng hay cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Trời, vô duyên không? Tự nhiên cái chạy lại cô tên gì, cô tên chi à. Hỏi tên không mà cũng ca thôi mà giật cái bực à. Tên gì cậy tía tôi. Nhìn cái mặt của anh là thấy quê rồi. Bực bội rồi. Thấy cái mặt sệ là thấy biết rồi. Thấy sệ rõ ràng. Cho đáng cái tật mày. Hà rứa nè. Hà rứa. Gặp ai cũng hỏi, cũng đùa, cũng làm quen. Bây giờ thì quá thẹn, thấy không? Thẹn đó. Cho vừa lòng người ta. Đánh cho mày vừa lòng. Cho vừa lòng người ta đó. Nhưng mà mặt cái này bộ dày lắm sao. Ổng sao. Thua keo này mình bày keo khác, lo gì. Chưa chịu thua. Này người đẹp ơi, người đẹp ơi, người đẹp, có bị lãng tay không, kêu làm lơ hả? Trời ơi, ngộ quá. Vì có cảm tình với người đẹp cho nên tôi mới xin phép hỏi thăm đàng hoàng, phải không? Chứ đâu phải sổ sàng đâu, mà cũng không có ngang tàn nữa, cũng không có lãng hoạn nữa. Sao người đẹp làm gì mà phàn nàn dữ vậy người đẹp? Kệ tôi, tôi bận biểu nhiều việc cứ phải đi lắm, không có rảnh để cùng anh hầu chuyện đâu. Chào anh à. Coi kìa, khoan. Đi đâu mà vội mà vàng làm ơn đứng lại bên đàn cho hỏi thăm. Trời. Cha này cho quái cười thôi, cha bị bệnh cười hay gì, nói câu cười câu là sao? À, xin phép người đẹp cho tôi hỏi một câu thôi, và chỉ một câu ngắn gọn được không người đẹp? Một câu thôi nha. Dạ. Hai câu tôi giọng vô mặt không à. Dạ, cảm ơn người đẹp. Được rồi, hỏi gì hỏi đi, một câu một thôi đó nha. Dạ. Dạ, chẳng hay nhà cô ở đâu, ba má vẫn còn đủ quá cô. À, anh chị em được bao nhiêu người, cô có gia đình chưa, gia đình cô gần xa, bà con gần không, hay là ở Minh Hải? Hả? Bực bội không, một câu một, câu gì mà dài thòn vậy hả? Cha này chắc dư hơi rồi, sáng giờ chắc không có nói chuyện với ai phải không, dành hơi để giờ nói gì. Minh Hải là ở đâu, mà biết ở Minh Hải không, mình nói là gần. Vô duyên, nhìn cái mặt là biết vô duyên từ trên dưới rồi. Khó ưa, nhìn là dễ gì ứng. Cô ơi. Vậy? Vừa thôi chứ. Sao? Hổng có ai chịu nổi cô. Cái mặt gì, cái mặt sao?
đàn bà gì mà dữ quá vậy cô? Giống chằn tinh vậy cô? Coi chừng lạng quạng nó rinh bây giờ đó. Cô nghe chưa? Bỏ tật hổng là vừa đi cô ơi. Mình gái mà có cần thiết mình phải sổ sàng, mình phải hỗn hào vậy không ta? Mà cái anh này nhìn coi cũng được lắm á chứ. Trên dưới, ở trời ơi dễ thương á chứ. Xin lỗi. Cho xin lỗi. Không phải muốn xài xẻ thì xin lỗi. Cho xin lỗi. Cho xin lỗi. Tạ em đã sai lầm, mong chàng không nỡ giận hờn em. Trời ơi, tôi tưởng ca múa hay gì. Trời ơi, làm dữ vậy anh? Dạ. Nói nghe nè, chiều nay có rảnh tụi mình đi xin xăm nha. Đó. Rồi hai ta cùng tính chuyện đời trăm năm. Được không anh? Trời ơi. Thiệt. Tôi với cô tính chuyện trăm năm là vợ chồng. Thiệt không cậu? Thiệt mà anh. Em biết em có lỗi. Em đã ăn năn rồi. Bây giờ chỉ còn có cách đó em mới chuộc được lỗi lầm của em. Vì em đã làm cho anh giận. Thấy tội nghiệp quá à. Tội nghiệp anh quá à. Em suy nghĩ kỹ rồi anh à. Ông ăn tôi đổi hết trơn rồi. Trời ơi, tự nhiên sao đổi đi đổi hướng ngộ vậy nè trời. Tôi mơ hay tôi tỉnh đây trời? Anh đang tỉnh chứ không phải mơ đâu mà sợ. Cô yêu tôi? Dạ. Cô yêu tôi? Dạ. Cô yêu tôi? Dạ. Trời ơi, thiệt mà nói, giật là làm em phải giật theo là sao? Anh, trời, thôi ngang đường nha, đừng làm như anh, tỉnh lại, trời, sao rồi, đỡ chưa, anh làm em hết hồn hết trơn hết trời hả? Cô ơi, hả? Nãy giờ nói có thật không vậy? Thật mà. Cô hả? Bảy, cô cái gì, em chứ không phải là cô. Cô ấy. Em chứ không phải là cô em. Yêu tôi. Trời ơi. Bực bội đó. Thôi khoan. Bộ khoái xỉu lắm hả? Chút xỉu, bộ gốc ông bị bệnh tim hả? Không, hả? Mới tính xỉu tao không cho thôi làm gì hả? Bực bội không có xỉu nữa, nghe em nói thiệt đi nè. Xuất phát từ tấm lòng của em. Dạ. Nhưng mà sao kỳ quá à? Anh nói câu của mà em yêu tôi không có nghe ngọt chút nào hết trơn hết trời à. Anh phải nói là em yêu anh. Ủa? Chứ không phải em yêu tôi. Yeah. Nói lại coi. Nói coi. Mừng quá ba má ơi. Nói coi. Em yêu anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Hơi làm gì đâu mà giống cù lần lửa dữ vậy em biết nè. Nói có một câu em yêu anh mà cũng không xong nữa. Vậy mà cũng bày đặt đi chọc mèo, chọc chuột. Nói lại câu đó cho em nghe, có chừng nào mà coi sướng cái lỗ tai coi. Nói lại coi. Em yêu anh. Đúng rồi đó. Ơi. Cô à. Y Quỳnh, em yêu anh như vậy không sợ hả? Trời ơi, em hiểu với anh rồi. Em biết lúc đầu em có sổ sàng với anh. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trời ơi, anh chơi hàng độc quyền không hen. Cái tóc cũng có giống ai hết trơn hết trời à. Mọc sao ngộ ghê vậy đó. Trời ơi, cái trán dần trán rộng thông minh làm sao đâu á. Không em. Một miếng tóc nào phủ vào đó hết trơn. Lạ ơi là lạ gì đó. Trời ơi. Đẹp tự nhiên phải không em? Em biết. Em biết cái là. Rồi mà nhìn kỹ chút nữa. Hối mà cũng độc quyền nghe. Em xin lỗi anh. Vì em thật lòng quá, em xin lỗi nha. Giận Đây nè, em yêu anh chớp nhoáng, yêu mù quáng, yêu lạng quạng, yêu không tính toán. Yêu như vậy sẽ bị người ta cười chê rồi mắc cỡ quê sệ chứ gì. Đừng có lo điều đó đi. Yêu thì em nói em yêu. Yêu mà không làm liều. Em yêu ai yêu thật nhiều. Không liên can ai bớt. Em yêu hoài. Trời ơi, nghe nói con cũng đã rồi. Nghe chưa, em thích là em yêu hả? À. Em yêu cho em. Chứ có yêu cho ai đâu mà sợ. Em không giả dối.
Thấy yêu thì nó yêu à, chứ không có nó ướp mỡ, không có màu mè. Em ghét mấy cái đứa trời trời, tôi tướng yêu đó, tướng chịu ông đó đâu, ông đó sao sao. Chứ trời ơi, cái thấy người ta tùm tướp, tướp, tướp vậy đó anh, trời ơi. Còn em thì khác nha. Em sao? Em yêu thì yêu sai đắm. Ừ. Yêu thật đậm. Ừ. Yêu không lầm. Ừ. Nhưng yêu không lầm. Nghe em nói nãy giờ không mà anh đánh giá được em rồi. Dạ. Nhưng có điều anh muốn hỏi em nha. Sao? À, hồi nãy em thấy em không có thích anh phải không à? À, nói rõ hơn là em không có mặn anh chút xíu nào hết trơn á. Nhưng mà sao bây giờ kỳ lạ vậy? Trời ơi, em đã giải thích rồi. Sao? Là nhìn anh á. Ờ? Hàng độc quyền không? Đó. Không. Hồi nãy thì ổng thích. Nhưng cái này mà em cái tán ra. Nhưng bây giờ có cảm tình rồi thì em thích. Có chi đâu mà lạ, hỏi hoài anh hỏi hoài kỳ cục. Lạ mà. Chứ mai mà em không mắc cỡ chứ, mắc cỡ sao trả lời lại được. Lạ mà luôn. Không phải lạ. Yêu gì mà mau quá vậy. Còn hơn là quả tiễn xuyên lục địa nữa. Anh nghi ngờ quá à. Trời ơi, anh sao mà đa nghi quá à? Đã nói rồi mà sao cứ hỏi hoài vậy. Anh sợ yêu là em yêu anh giả dối phải không? Đúng chứ sao gì nữa. Anh thì thật lắm em à. Anh cũng muốn em thật với anh nè. Có yêu anh thì phải yêu cho trót à. Chứ đừng có bỏ anh giữa đường giữa chợ tội nghiệp anh, hiểu không? Biết rồi. Mà cái câu nói đó đáng lý ra là em nói mới phải chứ. Mà em chưa nói sao anh lại nói. Em nói câu này nè để anh yên chí nha. Sao? Em đã nói là em yêu thiệt. Yêu thiệt phải yêu không? Yêu kịch liệt. Cảm ơn. Yêu hết biết. Cảm ơn. Yêu da diết. Và không bao giờ hối tiếc. Là bởi vì sao? Tình yêu không nên nói hoa mà nên luôn luôn thật thà. Em nói láo thì em mau già. Anh nói láo thì mặt anh nhăn ra. Thề với lòng hai đứa không rời xa. Mắng la không dần dần lui tới gần. Thương anh vì anh giỏi giang. Thương em vì em siêng năng. Thương anh thì thương mãi mãi. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Nhớ không em, nghe không? Bộ điếc sao không nghe? Lạ quá. Gì lạ? Quá lạ. Sao từ lạ? Nhỏ đến giờ á, chưa thấy tình yêu nào mà quái lạ như tình yêu này nghe. Nói như vậy là anh cũng chưa tin em phải không? Tin rồi mà, không phải tin rồi. Cái giọng á. Nhưng mà em cho anh hỏi nè. Hỏi gì hỏi hoài à, bực bội ghê, hỏi đi. Dạng thiệt cũng sợ lửa đó. Em nói em yêu anh phải không? À. Vậy chứ em yêu ở chỗ nào? À. Trong khi chưa có biết quá khứ vị lai của anh nè, cũng chưa biết nhà cửa anh ở đâu nè. Vậy mà em yêu anh, yêu gì kỳ cục cả? Trời ơi, tôi bực bội quá đi. Nhưng mà cũng phải giải thích bởi vì mình yêu. Có gì đâu mà kỳ. Nói đi. Anh nên nhớ rằng ở trên đời này không có ai định nghĩa được tình yêu đâu anh ơi. Tình yêu vô bờ bến mà anh. Lúc đầu em giả bộ thử anh, nói những lời không được êm dịu với anh là để thử xem hành động bực tức thật cực kỳ của anh như thế nào. Nhưng mà không về anh ăn nói thiệt là dễ thương làm sao đâu á. Khiến cho em để ý chứ anh. Trời, chàng trai đẹp dễ thương phải để ý chứ. Đâu có ngu, em đâu có ngu. Dễ gì gặp được người vậy. Rồi cái anh giận. Công nhận anh cũng có giận. Nhưng mà cái giận của anh nó rất nhẹ nhàng. Không sổ sàng, không ngang tàng, cũng không lạng hoạng. Mà trái lại còn dịu dàng. Có, anh cũng có thở than đó chứ. Nhưng mà tiếng thở than nghe như là ai oán vậy đó. Do đó làm em suy nghĩ. Em mới thức tỉnh ăn năn. Em thấy rằng nói chung tổng kết chung quy lại đó là sao? Anh là người hiền lành, không phải người lưu manh chuyên chọc gái. Vì thế mà em yêu anh. Anh là người mà em yêu, em quý. Chỉ có vậy thôi à, chịu chưa? Chị Lý, chị Lý. Dạ em cũng là người mà anh quý. Đây nè, nắm tay được không? Được. À, vậy được không? Chuyện nhỏ. Thôi tới đây được rồi. Thắng làm mất trớn hết trơn à. Ý mà quên. Hả? Gì nữa? Cái gì nữa? Đổi ý phải không? Không phải, em nói anh nghe nè. Nãy giờ quen nhau nói chuyện với nhau lâu rồi. Thậm chí yêu nữa mà. Anh tên gì anh tên chi cho em biết quý danh là gì. Anh tên gì anh tên chi cho em biết quý danh làm quen. Rồi, bắt trước tôi phải không? Hả? Bắt trước anh trả thù hồi nãy phải không? Ờ đó. Anh giận á. Thôi mà anh ơi. Nãy giờ là em muốn thử anh cho nên em mới nói vậy. Chứ bây giờ em hỏi thiệt đây nè. Em sao? Hỏi thiệt tình bây giờ nè. Ừ à. Ừ, anh nói em nghe đi, tin gì vậy?
Nói giỡn chơi với em cho vui chứ. Dạ. Anh tên Kép. Ơ trời. Lê Thị Kép. Ê, sao Thị được? Văn Kép. Ý quên. Quên chữ dạ. Lót của má anh. Bây giờ nghe anh nói cho kỹ này nha. Dạ. Anh tên là Lê Văn Kép. Dạ. Quê ở Sa Đéc. Hồi trước làm nghề bán dép. Bị chèn ép quá nên nó dẹp. Nhà cửa luôn luôn khép hết trơn đó em. Dạ. Bởi vì anh không có ưa bếp xếp. Mà không thích nói môi mép nữa. Dạ. Luôn luôn bị đè bẹp, bị xẹp. Nhà bị dẹp lép như con tép. Nhưng lúc nào cũng cương trực và sắt thép. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ôi trời ơi, cái tên của anh ở nhà toàn là ép không à. Hay sợ luôn á. Mà tính tình của anh á, em cho anh thêm chữ ép nữa nè nha. Cũng đẹp luôn á. Chữ gì? Giận ẹp đó. Em kính mến anh là phải rồi. Đúng là em có mắt nhìn người ghê luôn nha. Em nè. Dạ. Còn em tên gì nói anh nghe đi. Trời ơi, tên em dài lắm anh ơi. Hả? Nhớ lắng tai nghe cho kỹ anh ơi. Thì nói đi ta nghe, ngộ quá. Nhớ nghe. Lắng tai chưa? Rồi. Nghe em nói nha. Ừ. Em tên dài lắm á. Ừ. Tên là Công Tằng Tôn Nữ Ung Thị Bích Đào. Nghe rõ chưa anh? Coi chừng tên đó. Dài quá trời quá đó. Nhớ không nổi đó. Dạ. Thì đó, bởi mỗi lần em giới thiệu tên cho ai có cái viết với miếng giấy không à. Vậy hả? Em ghi cho người ta học. Bị nói lần không ai hiểu hết á. Dạ. Mà anh ơi. Ơi. Quê quán em ở Cà Mau. Bên nội ở Bảy Sào, bên ngoại ở Đa Cao. Em làm việc rất là chu đáo, tính tình không quạo, có sao nói sao chứ không ba sạc. Ghét nói láo, gia đình không giàu nhưng vẫn sống thoải mái không có sao. Ban ngày thì bán gạo, tối bán cháo. Muốn làm giàu để lo mai hậu về sau thì phải cố gắng làm cho mau. Hôm nào mà gặp mưa bão thì kể như hôm đó húp cháo. Buồn muốn đau, anh tin chưa? Hay là em nói xạo nói láo? Nghe kể tâm sự anh lại càng thương mến em nhiều hơn. Anh với em kết hợp vợ chồng thật là quá đúng rồi em ơi. Dạ. Hơn thế nữa là có sự trùng hợp nữa. Cũng vui vui là em tên Đào mà anh tên Kép. Đọc chung là Đào Kép hay quá em ha. Hai đứa mình mà lấy nhau đầu năm này là hết ý đó em. Hết ý là cái chắc rồi. Bởi vậy Kép Đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạc rào. Rạc rào vì yêu nhau mà tình ai xuống sao. Tình yêu như tiếng pháo nó đúng. Thôi nổ nhiêu đủ rồi. 2, 3. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau. Anh ở đời ngộ thiệt, người ta nói hữu duyên tiên lý năng tương hộ, vô duyên đấu diện thấy thương liền. Vậy mà ngộ ghê, chê mình vô duyên mà hai đứa ăn ở tới nay tính cũng được là 20 tháng rồi. Từ ngày lấy bả tới giờ gần 2 năm rồi, chứ bộ ít sao. Có đứa đứa con trai đầu lòng cưng như trứng mỏng. Nếu mà nói hạnh phúc thì nó quá thừa. Vợ buôn bán, còn mình thì quay sóc việc nhà cho vợ. Như vậy là nhàn rỗi quá. Cũng không thua gì ông Hoàng. Còn đòi hỏi gì nữa bây giờ. Em vậy đó. Trời ơi, sao kỳ cục vậy? Sao tự giờ cười nói vui vẻ, tự nhiên giờ trầm bầm là sao? Đem phụ đồ tiếp coi, trưa rồi. Đem hả? Đem nè. Đem nè. Đem nè. Dạy hết trơn rồi, sao vậy? Anh là sao vậy? Kỳ cục vậy là sao? Giận cái gì? Cô tưởng cô đưa về nhà là tôi yên hả? Sao? Tôi hỏi cô nè. Nói chuyện với cha đó là ai? Trả lời. Cha nào? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng. Ha. Mắt thấy
rõ ràng. Cô cười cợt nắm tay người ta, đúng không? Trời Phật ơi, cái ông hồi nãy hả? Người ta mua hàng thì mình lịch sự mình trả lời, vừa lòng khách đến vui lòng khách đi mà. Ninh, cô đừng có nói dối qua mắt tôi hả? Không, em thề là em không có nói dối. Không, không tin cô. Không gian dối hả? Không gian dối mà nắm tay người ta hả? Em đâu có nắm tay ta đâu. Tao biết rồi, ổng mua đồ xong rồi ổng bị rớt xuống, cái ổng mới xin em cái bao gói lại thì em mới gói xong rồi đưa cho ông ấy. Ủa mà ngó sao, ngó sao hay dữ, mắt sao vậy hả? Con mắt có mắt trên mắt dưới không mà tự nhiên nhìn tao nắm tay là sao? Rồi lúc đó đứng ở đâu? Tôi ở bên kia đường. Trời ơi, ở bên kia đường thì đúng rồi, thâu nhìn bậy rồi. Trời ơi sao kỳ vậy? Kỳ hả? Tôi ở bên kia đường, ông chơi ba con la là sao là sao? Tôi thấy con nắm tay đâu hả? Bây giờ được sao thấy rõ được cái này chưa mang ra là sao? Mà thôi trời ơi, ông sầm người ta dòm ra cười trời ơi, sao mặt cái hai người đi là bà tội trời ơi. Thôi Ninh, biết rồi, chú Sư biết rồi, biết có em có rồi. Thôi được rồi, xin lỗi đó. Xin lỗi gì? Xin lỗi mà như tát vô mặt người ta vậy đó. Xin lỗi nhẹ nhàng như ngày nào, xin lỗi tôi đi. Anh xin lỗi á. Vậy nhờ. Nhưng phải hứa nó nhờ. Mai mốt mà nhìn nó mất kỹ là không có được khẳng định vậy nghe chưa? Biết rồi, cái tánh anh thương em thì em biết rồi. Nhất chút xíu là anh ghen à, tội nghiệp anh chứ. Anh đâu muốn đâu. Đồ đạt để dành đi bán là quăng tầm lum lả gì đó. Thôi anh lụm. Mai mốt mà anh còn vậy là tôi lật cái xích lô lên luôn à nha. Bực bội rồi đó. Đừng có thấy tôi vậy mà tôi hiền hiền nhịn là nhờ. Thương thì thương chứ bực lắm á. Anh xin lỗi đó, vậy có được không? Thôi xin lỗi à, vui nha, cười coi. Nói vậy mới vui vẻ không? Ghét quá. Hứa phải nhớ nha. Anh ghen chứ bộ. Anh Kép ơi, anh Kép có nhà không anh Kép? Ai đó, vô đi, ai đó? Tôi nè. Trời ơi, quá trời, lâu quá mới gặp nha. Chào bạn. Chào anh. Lâu quá không qua thăm chơi vậy đó hả? Ủa, chị mấy cháu khỏe không anh? Dạ, cảm ơn anh. Vậy bà hả? Xã tôi và mấy đứa nhỏ cũng mạnh hết à. Vậy à? Lâu quá không qua thăm anh chị vì bận lo việc đồng án đó. Rồi, tôi nên... cũng lo quá trời anh ơi. Nên nay rỗi rảnh qua thăm anh chị đây. Rồi, cảm ơn, đây, ngồi đây anh, ngồi đây, uống nước đi, rồi. Lâu quá mới gặp nhau bạn bè chí cốt quá ha. Kỳ mà bữa nhậu lần chót tới nay cũng hết 2 tháng mấy rồi nè. Anh nhớ dài quá. Anh ơi, qua thăm có việc gì không? Nói cho nghe. Có chứ, qua là phải có chứ. Việc gì? Nói thật với anh nha, hôm nay tôi qua đây trước là thăm anh chị. Sao là để mà anh qua nhà chơi. Hôm nay có tiệc. Có tiệc? Ừ. Nhậu hả? Nhậu. Nhỏ. Trời ơi, bạn nghe tội tôi chơi. Nhậu không? Nè, hôm nay tôi làm chủ sĩ. Anh là chủ sĩ? Ừ. Ngon lành nha, bữa nay chắc quát cần câu quá. Kim nấu nướng luôn. Rồi, được rồi, chiều nay phải không? Chiều nay. Rồi, chiều tôi qua sớm ha. Qua lẹ nha. Yên tâm. Anh em tụi tôi chờ dữ lắm. Tôi hứa là tôi qua, bảo đảm. Thôi bây giờ tôi về ha. Rồi. Chiều tìm cách nói bà sao đó. Rồi luôn. Gọt bà tôi ha. Yên tâm. Thôi tôi đi à. Lát nói bà tôi về luôn ha. Rồi, cảm ơn. Thôi đi à. Rồi. Ủa anh, em nghe ai nói chuyện gì với anh trên này phải không? Ai vậy? Anh Tư, anh qua ghé anh thăm á mà. Rồi sẵn rồi anh nói luôn là nhà anh có tiệc, anh mời anh. Có tiệc? Ừ. Anh đi không? Chứ cũng không biết có nên đi hay không, chắc có lẽ bạn bè cũng từ chối được em ơi. Thôi, hỏi thì hỏi vậy thôi ông ơi, nhìn mặt ông là biết rồi. Chứ không phải nghe mời nhậu khoái thêm mồ. Khoái cái gì em, sao hay nói móc lò anh quá. Trời ơi, nói thật chứ đâu có nói móc lò gì đâu. Có sao nói vậy người ơi. Mỗi lần anh đi nhậu về là em sợ lắm. Vì mỗi lần nhậu là ấn tượng khó quên nhất trong đời em mà. Chị dữ vậy không biết khi là... mà tỉnh thì không có chuyện gì trơn trọi á. Tỉnh thì lịch sự dễ thương vậy đó. Mà khi sai rồi như người mất trí vậy. Nói cũng biết nói gì, làm cũng biết làm gì nữa. Bởi vì em nói thiệt với anh, em sợ lắm. Sợ anh nhậu lắm. Sợ anh gây ấn tượng cho đời em lắm. Không có đâu mà, đâu đến nỗi vậy đâu em nói nhiều vậy. Nhiều lần rồi, thôi đừng có chối leo lẻo nữa ông ơi. Nói có sách mách có chứng, tôi nói thêm nó bớt hai chân chồng con mà nói thêm gì. Mấy lần kia. Thôi bây giờ nói trước cho nghe nè. Đi nhậu vui vẻ với bạn bè thì em không có dám cản. Nhưng mà lần này nếu sai mà về còn quậy phá như những lần trước thì đừng có trách em nha anh. Đừng trách em mà coi như là quên bổn phận làm vợ nha anh. Nghe. Hứa không?
Giờ hứa mới cho đi. Hứa ăn thua gì dữ vậy trời, chuyện đó chuyện nhỏ mà. Đây là rồi anh hứa đó. Nếu mà lần này anh có một cái sai xỉn này anh quậy nữa đó thì sao? Em đừng nhìn anh nữa. Tin không? Đừng nhìn nữa. Tin chưa? Tất cả tạm tin. Có hứa thì cũng tạm tin chút. Rồi. Nhưng mà thôi ông ơi, lời hứa của ông cũng giống như nước đổ lá môn vậy đó. Thấy không? Vậy hoài. Trời ơi, nói vậy thôi. Con cái lớn rồi nghe ông, đừng có để nó càng lớn rồi nó cái suy nghĩ khác về anh á. Biết rồi. Còn bây giờ nè, mời vô ăn cơm, kẹo cơm lạnh canh nguội mất ngon. Đó, vậy mới dễ thương không? Đi em. Cười vô duyên quá đi. Đường thì mà không hết trơn. Thôi không có à đi. Lúc rồi đó ép vét về sao đi té hoài à. Làm giống gì mà nó té hoài á cà. Té phải không? Mày muốn té phải không? Được rồi, té tao cho mày té nha. Tao cứ đi thử coi mà ai mệt cho biết. Té nữa. Cho mày biết nè. Ủa? Ê, tao nói cho biết nha. Kỳ này mà té một lần nữa đó, là tao đánh mày chết đó nha. Cho mày biết trước đó nha. Uống chưa đã. Về nhà biểu con vợ mình đưa tiền để uống thêm nữa. Nữa. Trời. Nói đâu có sai đâu, cứ mỗi lần uống rượu vô là đều ý vậy đó, đó. Rồi không biết bữa nay có chuyện gì xảy ra nữa đây nè. Chuyên môn hứa củi hứa xạo không mà. Rồi chứng nào tật nấy thiệt là khổ hết sức. Cơ kè đi. Ra đây. Dạ ơi, coi anh làm nhân mẹ là vui lắm. Nhảy ra chà chà nha. Trời ơi tới. Ê trời ơi, té rồi còn gì nữa đâu. Riết rồi cái thân của ông hết biết đau đớn là cái gì rồi sao mà. Tôi bực bội ghê sao vậy anh, sao mà hứa hoài là sao vậy. Hứa bỏ rượu, hứa chừa rượu, hứa không làm vậy nữa mà sao chừa mà không chừa vậy. Sao chừa nổi mà chừa đó. Tiền đâu vậy? Ở đây đi uống nữa. Không rồi, chết cho tôi rồi. Tiền đâu có nữa mà đưa. Tiền anh lấy hết trơn rồi, còn đâu nữa mà đưa. Đừng qua mắt nè. Bà tưởng tôi sai hả? Xin lỗi bà. Có tiền mà bán con heo mấy ngàn đâu. Trời ở đây. Trời phật cơ, bán con heo đâu mà cả tháng rồi xài hết rồi, còn gì đâu mà bởi vậy trời ơi. Tôi cho bà biết nè. Gì? Rượu là không có bỏ được. Trời. Mà vợ thì có thể là cho qua phà. Trời. Còn nếu mà không đưa tiền đi uống rượu nữa là thì là tôi cho bà đi lấy chồng khác à. Tôi nói rồi á, bà đừng có giỡn mặt với tôi. Trời Phật ơi là trời, cứ như vậy hoài làm sao mà tôi chịu nổi nè trời ơi. Được rồi, được rồi, anh muốn tôi đi phải không? Được rồi, anh muốn tôi đi cho anh coi, tôi đi cho anh coi. Ê, đi đâu? Đứng lại, đi đâu? Thì tôi nghe theo lời anh, tôi đi lấy chồng khác. Thừa nước đục trả câu hả? Được rồi, bà muốn đi phải không? Mới nói vậy mà đi hả? Được rồi, bữa nay là đánh bà. Đó. Ra nói cho biết là đánh bà. Đi chồng khác, lấy chồng khác. Trời ơi, đứng không vững mà đánh cái nỗi gì không biết nữa. Thiệt là khổ thân tôi hết sức vậy đó trời. Giờ này cũng thấy tâm hơi đâu, thiệt tình.
nhột quá. Thiệt tình, gia đình mình sao lúc nào cũng gặp chuyện buồn, không chuyện này tới chuyện khác. Lúc đầu mình mãi mê uống rượu chè, bỏ bê vợ con, nhưng mà bao nhiêu lần giận dỗi rồi trách móc nhau, không, rồi bà cũng khuyên năn mình, hối hận mình sửa đổi sai rồi, không, từ bỏ rượu chè tự nguyện, không uống một giọt rượu nào hết. Đó cũng là điều mà mình thấy là cảm thấy mình hãnh diện đối với vợ con rồi, đối với bạn bè. Đã vậy thôi mình xong rồi, trong khi mình đã ý thức mình bỏ được rồi thì bà đã quẹo qua mê đánh bài. Trời ơi, chịu nổi không? Hoàn cảnh gia đình tôi chịu nổi không? Đánh gì mà đánh ngày đánh đêm, bỏ cơm bỏ nước như vậy tự hỏi có tức không chứ. Trời ơi, trong khi bà khuyên mình chừa rượu thì bà lại mê cờ bạc. Trời ơi, sao mà nó tréo nghe như vậy, chịu đời nổi không? Trời ơi, quyết định mãi khuyên mãi bà chừa, bà mới cũng không chừa. Bà khuyên mình bỏ rượu mình bỏ liền, đó thấy không, cay đắng lắm chứ, một giọt rượu không có vô người tới cơn cũng chịu không nổi, nhưng mình chấp nhận bỏ bởi vì thương vợ thương con, bỏ cái rụp liền quá dễ dàng, quan trọng là mình có quyết chí dám từ bỏ hay không. Trời ơi, tức thiệt, cái điều quan trọng không biết làm sao mà nói cho bà nghe để bà bỏ cờ bạc đây nè, khổ hết sức. Anh tôi ngủ quá anh ơi, trắng đi bộ. Đi đâu về đó? Dạ em đi. Đi đâu? Dạ em đi. Em đi 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 đi, đi đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài thì nói đi, mắc cỡ gì? Không dám nói chứ gì. Không phải, chơi nhỏ thôi, 500.000 cho qua ngày vậy mà. À thì đúng rồi, lúc đầu thì nhỏ thôi em, sau đó mới lớn, thấy không? À, lúc đầu là bán đôi bông, rồi bán xe, rồi bán nhà, bán ruộng vườn, rồi bán luôn thân xác mình. Trời ơi, nói tới là giận rồi. Ui, anh thật, hết nói nổi rồi. Lúc đầu em còn buôn bán biết lo, buôn bán lo cho chồng lo cho con, mãi mê cờ bạc đó, quên hết chuyện gia đình, đi đánh ngày đánh đêm, quên cả nhà cửa, luôn cả chồng con không ngó tới mà. Có mâm cơm nè, tôi dọn lên dọn xuống 5-7 lần một ngày. Trời ơi, tức ơi là tức. Riết rồi cơm nguội canh lạnh, còn ăn còn uống gì nổi nữa chứ. Trằn trọc chờ hoài cũng không có. Tại sao bà biết bà nói một tiếng tôi bỏ rượu mà bà lại ghiền cờ bạc như vậy? Bà thấy bà có nhục nhã không? Hả? Bà nói tôi biết bỏ mà tại sao bà làm vậy hoài chứ? Bà suy nghĩ đi. Không, bà có ý thức chưa? Bà ăn năn bà tỉnh bà bỏ chưa chứ? Hả? Tôi thiết nghĩ bà nên bỏ đi chứ. Bởi vì sao? Bà cờ bạc đó, bà thấy không, đâu có lợi ích gì bà đi sáng đêm, trong khi đó tôi không có uống rượu mà, tôi bỏ mà. Tại sao bà làm vậy? Đó, bà làm như vậy rồi làm sao tôi chịu nổi? Hả? Làm sao tôi chịu nổi? Sức lực nào tôi chịu nổi với một người vợ như vậy, cờ bạc như vậy đó. Bà trời ơi, nãy giờ tôi nói tôi tưởng bà nghe, bà nằm mà ngủ. Trời ơi, không có lời nổi không? Không có đâu, em không có ngủ, em biết lỗi rồi. Em thề với anh là sau cái ngáp ngủ này em không dám nữa đâu. Hả? Bỏ hết. Đừng nói nhiều quá, anh từ giờ nói nhiều quá. Mà công nhận giọng nói anh như ru ngủ vậy đó. Nói chút xíu nữa không chừng ngủ quên luôn á. Đây, đây, bà chọc tức tôi phải không? Không có, hối hận thiệt mà. Tôi nói cho bà biết nha, nếu bà không bỏ cờ bạc thì bà ra khỏi nhà này. Giữa tôi và bà không còn gì nữa. Anh, tôi nói vậy thôi. Em xin anh. Người xin gì nè, bà đi đây. Em van anh. Bà không bỏ cờ bạc, bà đi đây. Em xin anh. Đó, đuổi nữa thấy chưa? Cũng cái câu này anh nhớ trong một lúc say mềm anh đã nói với em không anh? Em đi đi, rượu không bỏ được chứ vợ là coi như là qua phà dễ. Nhớ không? Đi đi, đi lấy trai đi, đi lấy người khác đi. Giận chứ quê chứ người phụ nữ Việt Nam mà, chứ đâu phải là người mà gì mà không biết tự ái anh. Em buồn em giận quá em mới làm vậy nè. Bộ anh tưởng em là em đi đánh bài á. Xin lỗi anh nè, em đâu có hư đến nỗi dữ vậy. Em đi chơi thôi, chơi đi hù dọa anh thôi. Bài bạc cái gì, biết gì đâu đánh. Tôi hỏi bà nè, bỏ buôn bán hôm nay, bà đi đâu? Thì không cờ bạc hả? Không cờ bạc hả? Không có cờ bạc. Tại sao lối xóm ta nói tôi nghe? Lối xóm nói? À? Thì tại em nhờ lối xóm về nói với anh. Bị lối xóm cũng rảnh lắm. Vậy chứ bà không đi cờ bạc vậy chứ tại sao hôm nay bà không buôn bán mà nghỉ? Bà nói tôi nghe đi. Trời ơi khổ quá đi. Hôm rồi em không buôn bán là bởi vì người ta có cái lệnh là dẹp lề đường, dọn sạch sẽ để người ta trắng nhựa để cho nó đẹp đường phố, anh hiểu không? Rồi sẵn nhân tiện dịp này em cũng muốn người đi chơi vài ngày cho anh biết nữa, cho hù anh vậy mà.
phải không? Vậy chứ tôi hỏi bà đâu phải là người vợ đảm đang đâu. Phải chứ, em nói thiệt với anh à, lúc nào em cũng ngẩng cao đầu em là một người vợ đảm đang à. Đó. Trời ơi. Vậy là tôi nói quan cho bà. Chứ gì nữa. Vậy chứ bà vẫn lo cho tôi với con à. Chứ sao. Vậy sao bà không chịu nói à, bà làm vậy. Lo âm thầm mà không cần ai biết đến. Xin lỗi anh à. Vậy hả? Ờ. Thiệt hả em? Ờ. Trời ơi không ngờ. Anh hiểu quan. Anh nghĩ làm gì em tội nghiệp. Tội nghiệp vợ tôi quá, đừng giận nha. Xin lỗi đi. Nói xin lỗi coi. Cái chuyện xin lỗi là dư đối với anh rồi. Không phải xin lỗi không mà còn thương em nữa đó. Em cũng xin lỗi anh. Đáng lý ra em cũng phải dùng lời ngon ngọt để nói cho anh bỏ. Vậy mà em cũng dùng hành động để trả đũa anh. Em xin lỗi anh. Trời, không có gì đâu, vợ chồng mình mà. Hay có gì mình xây dựng, mình góp ý nhau. Như vậy mình mới ở bền được, phải không em? Trời ơi, hạnh phúc quá em ơi. Anh hiểu lầm em cũng hiểu lầm anh. Vậy là vợ chồng mình vẫn vui vẻ, phải không em? Cười cái nụ cười đầu xuân em. Hey, yo. Ghép đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạt rào. Ghép đào gì yêu nhau, mặt tình ai xôn xao. Tình yêu như tiếng pháo nổ. Thao, thao, nổ không yêu được đâu thao. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau. Trời đất ơi, trưa trật rồi nó tao mất tiêu rồi. Lợn à, lợn ra tao biểu coi lợn. Cái gì vậy cha? Ra biểu. Mày làm cái gì ở trỏng vậy hả? Trời ơi, con đang ngủ mà. Ngủ? Sao vậy con? Sao lúc nào mày cũng ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ? Mày có biết ăn rồi ngủ là kiếp sống của loài lợn không hả lợn? Hai cái chuyện quề vốn. Con tên lợn mà, thì đời sống là phải giống con lợn chứ. Trời đất ơi, nè, mày nghe đi, mày nghe không? Người ta làm rần, người ta đợi mày kén chọn người ta làm vợ mày đi kìa. Trời ơi, cha ơi, con không muốn lấy vợ mà cha có bài đặt tổ chức kén dâu cho con hoài à. Con mệt gần chết, hôm nay con có chén được cô nào đâu. Rồi sao, hả? Ôi, con vô ngủ nữa. Mày đứng lại đó, không có cho vô trọng ngủ. Con đứng đây hồi cũng ngủ à. Trời ơi, sao mà đứng đâu cũng ngủ được hết trơn vậy con, hả con? Mày tính vậy giùm tao coi, có ăn mặc giống như xiết khỉ thấy ớn không? Mày vừa phải mày làm ơn mày sống thành con người giùm tao đi. Chứ cả một cái làng này ai cũng nói tao với mày là con thú hết á. Mày hiểu không? Người ta nói kệ người ta. Thôi giờ con đi ngủ á. Không, đứng lại đó. Đi vô trỏng xong rửa mặt sạch sẽ ra đây kén vợ cho tao. Lẹ lên. Rửa mặt hả? Rửa mặt sạch sẽ. Trời ơi, trời ơi, nó quăng hai chỉ vàng vô trong mặt tôi nè trời. Trời ơi, nát mặt tao hết trơn hết trọi rồi. Mày vừa phải mày ở dơ như vậy rồi. Tao còn thấy tao sợ, tao còn thấy gớm nữa. Làm sao mà ai chịu làm vợ của mày chứ. Ý là cha chơi con xấu á. Chứ còn gì nữa. Kệ, xấu mà có duyên, còn hơn đẹp như tiên mà bị khùng. Mày hay quá ha. Tao không hiểu tại sao mà lúc mà tao với má mày gần nhau nha, không có nhìn thấy một con ma nào ở trơn trọi mà sanh ra nguyên con quỷ thế ớn không? Đúng rồi. Quỷ cha đẻ ra quỷ con. Trời đất ơi. Quỷ già đẻ ra quỷ trẻ. Trời đất ơi. Quỷ lục đẻ ra quỷ mập nè. Bây giờ mày dần lên với tao phải không? Đi kìa đó mày thấy không? Cửa đi trời ơi. Thấy chưa nó đạp nát cửa nó đi vô kìa, mày thấy chưa? Cửa đây. Ơi, mời vô. Dạ. Dạ. Em kính chào lão gia. Dạ, em chào lão tử. Ai là lão tử? Dạ, lão tử đây, là lão tử là con của lão gia bên này. Ta là lão gia. Trời ơi, lão gia mà sao trẻ dữ vậy ta? Đó, thấy chưa? Nhiều mày đấy... tuổi rồi. 62 rồi đó. 62 tuổi hả? Ừ. Ăn hết của cha của mẹ mà sao lùng sột vậy? Hả, 60 mấy năm ông ăn ông nuôi cái gì? Hả, mà sao ông lùng dữ vậy? Không cao lên là sao? Uổng công cha mẹ nuôi ông. Hả? Cái thứ gì đâu mà trung thủy với cái lùng.
Nè nè, cô chửi ai? Hả? Cô vô đây dự thi mà cô chửi ai? Dạ xin lỗi, em mượn hình để chửi bóng. Hình này còn bóng đâu? Dạ bên này. Mày ăn là mày dành của cha mày, mày ăn sao mày để cha mày ống nhôm ống nhắc vậy, còi xương mày, thấy không? Mày ăn mày cứ lú con heo vậy, gớm không? Trời đất. Chia nhau ăn cho nó đều chứ. Nè, cô vô á là cô dự thi cô làm con dâu của tôi chứ không phải làm má tôi nha. Chửi con tôi xối xả ở trong mặt kìa, nó không kịp vuốt mặt nữa kìa, thấy chưa? Nè, khi dễ phải không? Khi dễ làm gì lấy cây quạt là che che che. Hả? Dạ yểu điệu thục nữ quân tử mới háo cầu. Thật sự ra là che để e thẹn đó mà. E thẹn à? Phải rồi. À, quá ra là có e thẹn đó hả? Hả? À, bây giờ làm ơn là có thể nào là hạ cây quạt được không à? Trời ơi. Trời đất ơi. Cô làm nghề buôn bán phải không? Trời ơi, lão gia sao lão gia đoán hay quá vậy? Tôi còn biết được là cô buôn bán các loại đậu nữa. Trời ơi, lão gia ơi, không ai hiểu em bằng lão gia, giống như là lão gia đi từ trong ruột em ra vậy đó. Trời đất ơi. Cha cha. Ô cha đi từ trong ruột cổ ra hả? Nè, ruột non hay ruột già vậy? Ruột non thì còn được nha, ruột già thì ghê lắm. Thấy nói tầm bậy tầm bạ không à, nhưng mà em nghĩ là lão gia đi từ ruột già em ra đó. Nhìn lão gia vàng chạch à. Đúng lắm mà. Trời đất ơi, trời ơi. Tết nhất tôi mặc áo vàng chứ không phải là đi từ trong ruột ra nó dính cái đó. Nói nghe nè lão gia, ăn mặc là mình cũng phải biết cái gương nó nằm chỗ nào, mình tự soi gương tùy. Ủa? Dáng người để ăn mặc. Ta nói ăn mặc cái tướng như vậy để mà quất rồng quất phụng lên chi, mà cái áo ra cái áo, mà người ra người, nó không dính vô con mẹ gì hết trơn. Bây giờ làm sao? Bây giờ có đi dự thi không? Hả? Dạ em xin dự thi. Buôn bán đậu mà về không rửa mặt, để cho nguyên cái hộp đậu chúa nó nằm ở đây nè. Dạ cái này là cái nút rồi. Ai nói là cái hộp đậu? Trời ơi, nút rồi mà như con ve voi vậy trời. Ở bên này nguyên con ve heo. Hai đứa bay mà cộng lại là sản xuất ve ở cái gia đình này hay sao? Hả? Bây giờ cô chuẩn bị tinh thần để thi chưa? Dạ rồi. Có nhìn thấy cái bản tiêu chuẩn tôi ghi ở ngoài trước chưa? Dạ chưa có. Tiêu chuẩn như thế nào? Dạ em đã đọc rất rõ tiêu chuẩn, có 4 tiêu chuẩn. Thứ nhất là người phụ nữ đi thi không thuộc quyền sở hữu của bất cứ một người nào. Cái thứ hai là mặt tiền phải thoáng mát, nở hậu càng tốt. Cái thứ ba là điện nước phải xài điện nước thiệt, không xài điện nước giả. Và cái thứ tư là cái quyết định làm móng phải chắc. À, cô cảm thấy cô có đủ cái tiêu chuẩn đó chưa? Lão gia rảnh, lão gia hay nhìn đi. Nơi nào cần nhô, nó nhô. Nơi nào cần xẹp, nó xẹp. Nơi nào cần nở, nó nở. Nơi nào cần dẹp, nó dẹp. Nói chung là hàng Việt Nam chất lượng cao. Điện nước quá đầy đủ. Đúng con. Chà. Dạ. Điện thì đủ. À. Nhưng mà nước nó rỉ rỉ khó xài lắm. Đúng rồi. Trời đất ơi. Nước cũng phải trời có chủ nhà nó mới thả nước lớn ra được chứ. Bây giờ không ai xài mở nước ra chỉ cho nó tốn à. Chừng nào anh xài đi em sẽ mở nước lớn cho anh coi. Đó đúng rồi. Chừng nào mà con đồng ý nó về nó mở nước cho con hiểu không? Ê. Mà con thấy cái hậu nó là không có nở lắm. Cái hậu chà bá lửa vậy mà không nở. Hai cha con mày ăn cả tháng trời hết không? Trời ơi, nguyên cái chảo mà coi như cái chảo ăn tập thể vậy mà nó không nở. Mày thấy chưa? Thôi chứ nó nở chứ. Thấy chưa mày? Thấy chưa? Hả? Thứ sao chọc cho chúng chửi không à? Không hổ thôi mày. Nó mấy ngày nay tuyển là gặp bị chửi không vậy đó à? Nhìn nó lên sao? Nhìn thấy được không? Nhìn coi. Được cha ơi. Sao không được? Đàn bà cặp mắt lá khoai. Liếc chồng thì ít mà liếc trai thì nhiều. Được đâu? Nổi điên không? Nói cho hai người biết nha, vô đây đi thi, đi thi. Nói ra cái thể lệ thi liền lập tức ngang hai con thú kia. Trời thấy chưa, ai vô nhà mình cũng nói hai cha con mình là thú lạ hết trơn à. Cái bàn, đứng lên. Ăn không có nồi, ngồi không có hướng vậy đó. Coi hướng đâu ngồi xuống chỗ này. Giờ chuẩn bị chưa? Dạ chuẩn bị rồi. Vòng thứ nhất, tự xử. Cái gì tự nhiên kêu tôi tự xử không nội?
Ý cha tôi nói là tự giới thiệu về mình á. À, cha tôi giàu mà văn chương ông lùn lắm. Đúng rồi. À, ý là giàu mà ngu á phải không? Trời ơi. Giàu cũng có học nè. À, giới thiệu về mình đi. Dạ, em quê quán Bạc Liêu. Ừ. Gia đình em bạc phước. Nhà luôn thiếu bạc tiền. Mẹ em bán bạc hà. Cha em thì bạc nghĩa. Anh em thì bạc đẻo. Còn em tên là bạc phận. Nói nữa tao bạc tai à. Nguyên cái gia đình gì mà bạc không vậy má? Con đón má về hai cha con bạc mệnh à. Bây giờ vòng thứ hai, vòng thi ứng xử. Dạ. Hãy làm hai câu thơ trong đó có con lợn, con heo hoặc con hợi. Dạ. Gái đẹp mà lấy chồng già giống như con lợn cọp tha vào rừng. Có lợn nữa, ta có lợn hay lắm. Từ từ. Tùm tướp à. Tùm tướp nhận cướp à. Nè, tôi hỏi cô, nếu như tôi cưới cô về làm vợ cho con tôi, cô sẽ chăm sóc con tôi như thế nào? Dạ thưa lão gia, về cái vấn đề đó lão gia đừng có lo. Em rất là nhiều kinh nghiệm, mặc dù cái kinh nghiệm của em nó tràn trề dữ lắm. Nếu lấy được anh lợn này làm chồng thì em sẽ về sẽ chăm sóc cho anh lợn thật là chu đáo. Ừ. Em sẽ tắm rửa cho anh lợn mỗi ngày. Ừ. Em sẽ cho anh lợn ăn nhiều cho mau ăn chóng lớn. Và giờ khi anh lợn lớn rồi em sẽ mổ anh lợn em bán. Ôi tôi nghe hoài vậy hả? Em mua ra mập rồi mổ lên rồi bán hả? Get out! Get out! 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 Mày nín. Có nhiều nhịn hai cha con mày nhiều lắm rồi em. Mày mà ở ngoài chợ cha con mày lụm răng mỏi tay với tao liền á. Tao vô đây là tao từ dự thi là tao nhịn cha con mày dữ lắm rồi. Trời ơi, tao buôn bán ngoài chợ mà tao đâu có tha mấy cái khu này. Nhất là cái thứ mà tao kẹp dưới nách này nè nha. Bây giờ mày nín chưa? Nín. Mày không nín tao xích chó cắn mày. Bây giờ mày tới nào? Ngon, kêu ra đây. 1, 2, 3. Tôi vô đây tôi thi, tôi tưởng đâu tôi đi lộn gì vô. Bây giờ lò heo chánh hưng, không ngờ là lộn vô nó ngã năm chuồng chó. Trời ơi, con chu qua qua nè. Cái này con chó mặc xệ nè. Hai cha con ở đó thở đi. Trời ơi, thấy ghê. Nói xin lỗi nha, vô đây là đi thi chơi thôi đó. Nếu mà lấy được ông lợn này ăn là đời chồng thứ 8 rồi đó. Trời ơi, mình vô đây đi thi chơi chứ mình đâu có thiết chồng. Trời ơi, 12 năm nay ở vậy cũng bình thường. Các em coi, đi ra đường vẫn khoe được điện nước như thường. Thấy chưa? Mày thấy chưa cái gì? Hả? Khi vô tới đây vô nó chửi hoài à. Nó chửi cái gì? Nè mày nè, ăn cho lắm vô. Đôi cái mặt cái nè, nọng không nha. Nó chửi cho mặt xệ là đúng rồi đó. Mặc thêm cái áo đỏ nó giống y như con heo quay đó, biết không? Thứ gì đâu á. Cái gì nữa? Ở ngoài đằng kia cái gì nữa đây? Hả? Thằng chen lớn xô đại. Trời ơi, thấy tôi đẹp rồi ăn hiếp phải không? À, đi đâu đây? Trời ơi, vô đây. Đừng xô tôi. Trời ơi, trời ơi. Ôi trời. Ai, nhạc. Qua nữa đi. Trời ơi. Đi qua nữa. Nào mà nó mắc dài quá à. Thấy tôi già chơi nhạc con ngựa phi mệt cách cha luôn à. Đứa nào mắc dài gạt chân tôi nữa vậy trời. Tao đó được không? Trời ơi. Con nít nhà ai mắc dài quá vậy? Nè, cha má con là ai vậy? Mai mốt thấy người già phải đỡ nghe chưa, chứ không phải gạt chân cho người ta té vậy đâu à. Ta là chủ nhân của cái ngôi gia này. Hả? Trời, hai chị em tóc bạc như nhau. Trời ơi, già quá mà sao thân hình nó quéo vậy? Trời ơi, con nít hả? Mà sao mặt già? Trời ơi, sao người già mà người nhỏ xíu như con cuốn chiếu vậy? Trời ơi, ông trời. Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao ông không cho tôi cao to lực lưỡng? Đó là ước mơ của cha tôi. Bết cửa rồi cha nội.
Bỏ cha bây giờ chỉ có lùn xuống không có cao được đâu, đừng có mà ham hố. Ngoại à. Hả? Ngoại đâu vô đây vậy? Ai biết đâu. Thấy ngoài chen lớn quá trời chui vô đây. Mà không biết trong này có chuyện gì mà sao có hai người đàn ông màu vàng màu đỏ thì gốm vậy? Ông này đang tổ chức thi kén vợ. Tiêu chuẩn ra sao? Ai mà không có gia đình á là được hết á. Ngắt 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 ngắt. Quỷ nhạc bà hả? Hả? Bà làm gì bà cười dữ vậy? Tại vì em vui. Em vui vì em đủ tiêu chuẩn. Trời đất ơi. Trời ơi. Ông ngoại con chết rồi bà vô đây kén ai? Trời ơi. Tôi không biết kén ai. Miễn sao lấy được chồng trong đời tôi là tôi vui rồi. Bà chị. Hả? Thằng con trai tôi nó mới 26 tuổi, làm sao hợp với bà chị được? Trời ơi, tình yêu bây giờ nó đâu có phân biệt tuổi tác nữa đâu. Miễn sao là mình tâm đầu ý hợp là được rồi. Tâm đầu ý hợp hay là tông đầu xuống hố? Hả? Đừng có suy nghĩ như vậy. Tại vì khi tình yêu đến rồi đâu có chuyện. Lợn, qua tao biểu. Cái con thú này nó lạ hơn cha con mình á. Hốt quăng ra đường cho tao. Hồi hốt. Được. Được. Ê, 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 ê. Hai người ơi, đừng có mà tranh chấp như vậy. Từ từ đi rồi em nào cũng có thôi. Tại vì tôi đây là em như cô gái hay còn sợn chẳng hốt hốt quanh ra ngoài để lên không có được cơ kìa. Trời ơi, qua mai nữa gái xuân vẫn đẹp nhìn trong trời ơi. Múa không đỡ để tôi nằm trải dài như trên bờ biển vậy. Không được. Biển sẵn đừng xô tôi. Hàm hạt. Xô tôi ngã dưới chân chàng. Biển sẵn đừng lôi tôi. Đừng lôi tôi về. Đi ra. Đi ra. Ở trong nhà này không có chứa bà đi nha. Dạ. Làm ơn đứng lên, đứng lên. Bây giờ muốn dự thi phải không? Tao giao cho mày. Phụ nữ đừng có dùng hành động như vậy đối với tôi. Trời ơi, phụ nữ là một sắc đẹp biểu tượng, đừng có hành hạ như vậy. Trời ơi. Trời ơi, làm quá. Từ từ. Thôi được rồi. Bây giờ bắt đầu phần tự xử. Hả? Vô đây cứ chồng tự nhiên vô đây bắt tôi tự xử vậy? Không phải. Ý nói là tự giới thiệu về mình á. Trời. Dạ, tên gì? Tình mình là tình đẹp nhất đó anh. Tên tôi học trò mực tím áo xanh. Nến. Em lần đầu gặp nến. Bà có cái nút bô ngoài sau nè, nến. Trời ơi. Người ta hỏi tên gì tự nhiên hát là sao? Trời ơi. Ủa nãy giờ tôi hát bài gì? Môi tím. Môi tím nickname của em đó. Bà ném về môi bầm rồi bà nội. Thì môi bầm là môi sắc chết chứ còn cái gì nữa. Bao nhiêu tuổi? 62. Ồ, cha ơi. Cha cũng con heo. Con heo. Môi tím cũng heo. Như vậy là ba đứa mình ăn chung một cái máng rồi. Trời đất ơi. Ai cho ăn chung vậy? Cho ăn chung vậy? Điên khùng. Ai muốn thấy ăn? Thi tiếp. Thi tiếp nữa hả? Đúng rồi. Trời ơi. Bây giờ tới phần thứ hai. Sao rối quá, nãy giờ là tôi phần. Tưởng vô đây tôi là thú không à. Trả lời câu hỏi. Câu hỏi gì? Bây giờ nghe hỏi trả lời liền nghe chưa? Ừ. Dưới triều đại của vua chúa, người nào là kề cận với mẫu hậu nhất? Thái giám. Kẻ lòn cuối. Nịnh thần. Người giữ ngựa. Phò mã. Mày phò mã là con rể của vua bà. Ê mày, sao mày đầu mày to mà ốc mày như quả nho vậy? Phò là gì? Phò là giữ. Mã là gì? Mã là ngựa. Phò mã có phải là giữ ngựa không? Rồi, giờ nghe câu hỏi nè. Nếu sau này mà lập gia đình, bà có còn đủ sức về để quán xuyến gia đình không? Cái gì chứ, môi tím đây mà lấy chồng hả? Thì mọi điều là phụ nữ thì môi tím phải phục vụ thôi. Chẳng hạn như là giặt quần áo nè, đi chợ nấu cơm nè, chiều chồng làm được tất cả mọi điều. Nhưng có một điều môi tím không thể nào làm được. Điều gì? Xấu hổ quá. Nói đi. Không nói à.
Nói đi. Mắc cỡ quá. Nói. Là sanh sản không được. Tại sao? Nghĩ sao vậy? Già hết xí quách rồi làm sao mà sanh đẻ được nữa hả? Cái thằng nghe có. Thấy chưa? Thấy sao chưa? Mẹ? Không sao. Cái chuyện này mình có thể cấy. Không có được, không có được. Được mà. Không có được. Nè nè nè. Không có được mà. Cha nói là không có được. À, con tuyên bố bôi tím đậu. Trời ơi, trời mày có điên không? Đâu rồi sao được đời tôi được trời lấy ơi, nhau rồi? Mày lấy bả rồi tao kêu bả bằng cái gì? Xưng hô sao? Thì cha kêu là huynh muội. Huynh muội là sao? Con kêu bả bằng gì? Là sao? Con lấy cho cha chứ không phải lấy cho con đâu. Thôi mà. Bắt cái đó. Bị. Bắt cái này bị rồi. 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 Ừ. Nhất bái thiên địa à. Nhị bái cao đường. Cao bà nội mày. Mày mà cao hả? Mày là tiểu đường. Con đâu bị tiểu đường đâu. Mày nhỏ là tiểu, hiểu chưa? Nhất bái tiểu đường, nhị bái tiểu đường, hiểu chưa? Nhị bái tiểu đường à. Phu thê giao bái à. Vô trong động phòng đi. Trời ơi mình ơi, đây là cái điều em chờ từ lâu rồi. Ai làm vô hơn ơi bà. Làm gì vậy? Từ từ con gái mà tung tước tung tước vậy. Nè đừng thấy tôi tuấn tú làm tới nha. Vừa vừa thôi, coi vậy chứ tôi khó lắm á. Đi vô đây. Ông gan không ăn miếng dưa gan đi. Trời ơi, hỏi mọi người ở đây đi. Có ai nói ông tuấn tú không? Bây giờ có vô không? Mình ông giống như Thu Lại vậy. Mà nó hơi gây lắm vô mạnh. Rốt cuộc ghét vào cho mình. Ông già mình hồi xuân. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi. Cái gì? Má em đâu rồi? Má cô lại. Môi tím đó. Bà lấy chồng rồi. Ủa bà lấy chồng rồi hả? Ừ. Trời ơi sao má nở để con một coi vậy má ơi. Chưa thấy ai không? Ai vậy? Cha tôi. À lấy cha anh hả? Ừ. Hai người lùng lấy nhau hả? Ừ. Mấy mình cao mình lấy nhau luôn đi. Em cũng đang thèm gì lắm rồi anh ơi. Bà má ơi, con cũng có gia đình rồi, ra đây. Trời ơi, con ve voi lấy con ve chúa. Hai con lùng lấy nhau. Hai con cao lấy nhau. Trời ơi, hai đứa cao lấy nhau lộn. Rồi, trước thềm năm mới chúc quý vị một năm mới sức khỏe và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý và làm ăn phát tài.